Huấn luyện yoga dạy ngôi sao nữ này kéo thể. Quá trình rất đau đớn, cô gái đau đớn kêu gào. Sau đó cô bắt đầu bảo huấn luyện viên mặc đồ của mình tập luyện. Bản thân thì đứng ở bên cạnh chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Điều quan trọng khi tập yoga là thiền định và tập trung tinh thần. Một ngày tuyệt vời, cố lên. Những ngày tháng này trôi qua thật đẹp đẽ. Nhưng thật ra từ khi sinh con xong cô ta đã không đi làm 5 năm rồi. Luôn dựa vào tiền lương 30 triệu won mỗi tháng của chồng, cùng với nhà hàng luôn duy trì lợi nhuận của mình. Khi đang bực bội vì công việc ở nhà hàng, thì người không muốn gặp nhất lại tới gặp cô ta. Yeun tức giận cầm lấy một cái kẹp tóc. Hóa ra con trai của Yeun bị người nhốt lại ở trong tủ của trường suốt một đêm. Ở hiện trường nhặt được một cái kẹp tóc, mà trùng hợp thay bức ảnh của Do Yang đăng lên mạng cũng có cái kẹp tóc giống như vậy. Mà Do Yang pha này đúng là bị oan thật. Trước khi đăng ảnh lên, cô ta đã photoshop cho mình cái kẹp tóc bản giới hạn này, lại không ngờ bị người ta nắm thành điểm yếu. Cũng không biết ai cố ý vu oan. Do Yang lúc này chỉ có thể cứng miệng. Phải, giống với kẹp của tôi đó. Nhưng tôi không có làm rơi nó bao giờ đâu. Yeun nghe xong không tin. Cô nghi ngờ tin nhắn số lạ trong máy chồng là do Yang gửi tới. Rồi cô hỏi đối phương có quen biết chồng của mình không. Lại không ngờ nhận được câu trả lời phủ định. Hết cách, Yeun đành hẹn mẹ Chae In tới cùng nói về thủ phạm. Mẹ Chae In là người bạn duy nhất trong trường học quý tộc. Hai người uống rượu bên bờ biển. Hai người này, một thì chồng đã mất, một thì tới Hong Kong làm ăn, mỗi năm chỉ về một lần. Mà vì con nên đã tới ngôi trường ở đây để học. Hai người phụ nữ cô đơn dần dần thấu hiểu nhau. Mà hội phu nhân ở trường học đang rất náo nhiệt. Bọn họ nhìn như rất rảnh rỗi nhưng thật ra lại đang so bì ra thế. Lúc thì so sánh chồng của nhau, lúc thì so sánh bố mẹ gia đình. Minh Tinh Do Yang tự biết mình thì kém hơn, nên đã giả vờ đi nhận điện thoại để lộ ra cái túi ở phía sau. Mọi người quả nhiên chú ý tới nó, cái túi sách này là hàng giới hạn. Do Yang tự nhiên quay đầu lại. Đây là phiên bản giới hạn đầu xuân đó. Cửa hàng toàn quốc đều ngừng bán rồi. Có khi giờ cũng mua không nổi cái mới trên trái đất này đâu. Mãi mãi luôn. Lời nói này khiến cho phu nhân nghị viên quốc hội vô cùng khó chịu. Nếu không vì mặt mũi thì sớm đã đá Do Yang ra khỏi hội phu nhân. Mặc dù bọn họ bằng mặt không bằng lòng, nhưng họ vẫn rất nhất trí vì con cái mà chọn lớp học chơi bóng của trường để làm tiết học giải trí. Bọn họ nghĩ rằng khúc côn cầu có thể thể hiện khí chất quý tộc, nhưng lại không ngờ Yeun cùng mẹ Chae In cũng chọn môn học này. Thầy dạy khúc côn cầu của trường rất đẹp trai. Đám phu nhân đứng xem trận đấu thấy rất ngầu nên rất hài lòng với lựa chọn này của mình. Nhưng khi đám trẻ học thì xảy ra lỗi không ngừng. Môn học khúc côn cầu của trường quý tộc khi luyện tập lại là những người sành đời. Con trai của Do Yang đi lên làm khó con trai của Yeun. Cậu bé bị đẩy ngã là bạn tốt của Chae In, nghe nói có bố làm ở Hong Kong. Tiếp đó Chae In đã đẩy ngã đứa con gái xúi giục con trai Do Yang. Con gái tài phiệt bị ngã xuống đất khiến cho các bạn học cười lớn. Là người có địa vị cao nhất lớp, cô bé không thể chịu đựng nổi nên đã quở trách bạn học. Này, đừng có cười. Đã bảo là đừng có cười. Mấy cái đứa này, nháy mắt lớp học lặng yên như tờ. Ji Seon thấy con gái mình hét lên như vậy, thì không có trách móc mà mở cửa đi vào. Do Yang cũng vội đi theo. Hai người bắt đầu chất vấn huấn luyện, và còn muốn đá con trai của Yeun ra khỏi đội. Yeun lúc này đi ra phản bác. Cô cho rằng con gái của Ji Seon mới là người vi phạm quy định, nên phải cảnh cáo. Ji Seon nghe xong câu nói này thấy vô cùng chói tai. Cô đã sống 40 năm mà chưa bị cảnh cáo bao giờ. Vừa định mắng chửi thì Do Yang lên tiếng trước. Cô dùng hai mắt nhìn xem. Là con trai cô khiến mọi thứ loạn lên đó. Lẽ nào cô đang tự tạo phiền phức đó à? Không khí lớp học vô cùng căng thẳng. Do Yang còn lấy tay chọc vào bả vai của Yeun. Yeun không muốn cư xử khó coi trước mặt đám trẻ, nên đã yêu cầu đi tới phòng dạy để thảo luận cách xử lý. Nhưng Do Yang lại không bỏ qua. Lúc đuổi theo thì lại bị trượt chân, ngã xuống sân tập bóng. Tự mình làm trò cười cho thiên hạ, lại đổ lỗi cho Yeun. Buổi tối khi đi bar, bàn luận với Ji Seon, nhất định phải đá con trai của Yeun ra khỏi đội bóng, và phải còn đổi huấn luyện nữa. Vào lúc đang bàn bạc thì ông chủ dẫn vài người đẹp trai tới mời rượu. Lúc này Do Yang nhận được cuộc gọi thần bí. Cô nói dối con trai có chuyện nên vội vã chạy về nhà hàng. Mà phía bên Yeun, vì nghi ngờ người nhốt con trai mình ở trường là Do Yang, nên cô đã tìm một người đi điều tra đối phương. Buổi tối, người đi điều tra gửi cho cô một đoạn video. Trong video là cảnh Do Yang đang đuổi theo con trai trong trường. Hơn nữa người đi điều tra còn nói cho Yeun biết, vài nhiều năm trước Yeun từng là người mẫu ở công ty chồng cô. Coi như đã từng tiếp xúc một lần chứ không giống như lời cô ta nói. Không hề quen biết chồng của Yeun. Xem tới đây, Yeun lập tức đi tìm Do Yang. Vừa khéo gặp được xe Do Yang đi qua nên cô đã lái xe đuổi theo. Cô đuổi tới nhà hàng của Do Yang. Nhưng ở đây ngoài Do Yang, còn phát hiện ra bếp trưởng của nhà hàng cũng ở đây. Giữa đêm trong nhà hàng vì đã biết được bí mật của Do Yang, nên Yeun đã đánh nhau với Do Yang. Hai người cùng đã xuống nước. Yeun muốn Do Yang giải thích chuyện con trai mình bị nhốt đêm đó. Hơn nữa còn cho cô ta xem video. Nhưng Do Yang chỉ thừa nhận tối đó mình đuổi theo Y Chan. Nhưng không biết con trai Yeun ở trong tủ, cũng chưa từng tặng hoa hay gửi tin nhắn gì. Nhìn có vẻ như cô không hề nói dối. Lúc này điện thoại rơi ở một bên bỗng đổ chuông. Là con trai cô ta gọi tới. Đứa bé nói vừa nãy trong nhà có cuộc gọi tới. Nghe xong bố gặp chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Yeun cũng đi theo thì mới phát hiện chồng của Do Yang vì đi tìm gái nên đã bị cảnh sát bắt lại.
Lúc này, Yeun thân là luật sư, lấy giấy ủy thác ra, tự đề cử mình bảo lãnh cho chồng của Do Young. Đối diện với yêu cầu này, Do Young thấy khó hiểu. Cô điên rồi sao? Có phải chỗ nào có vấn đề rồi không? Không chỉ khiến tôi mất mặt trước đám trẻ còn đẩy tôi vào nước, bây giờ còn muốn làm luật sư cho tôi. Vậy nên Yeun đã lấy điện thoại ra, nói mình có video. Hơn nữa còn lợi dụng việc mình biết ở nhà hàng, cùng với tình cảnh chồng Do Young hiện tại để uy hiếp. Nếu điểm yếu đã nhiều như vậy có thể khiến mình bị hại. Nhớ tới con trai ở nhà lo lắng cho mình, Do Young không thể không nói ra chuyện mà mình biết. Hóa ra Do Young cùng chồng của Yeun quả thật không thân thiết, nhưng Ji Seon thường hay gặp mặt với chồng Yeun. Chồng của Yeun là một kỳ tài trong giới đầu tư, vậy nên rất được trọng dụng, gặp mặt cũng là điều hiển nhiên. Trên đường đi về, Yeun đồng ý giúp đỡ Do Young giữ bí mật chuyện hôm nay, mà Do Young cũng đảm bảo mình chưa từng hại con trai của Yeun. Dù sao mình cũng là mẹ, sẽ không làm ra chuyện thất đức như vậy. Hôm sau, Ji Seon báo lên trường học, muốn đá con trai của Yeun ra khỏi đội bóng. Các bà mẹ ngồi họp cùng nhau, vốn dĩ chuyện sẽ cứ thế quyết định. Không ngờ Do Young lại phản bội, nói mình đã quá nhạy cảm. Hành động đột nhiên này khiến cho Ji Seon không thể xuống nước. Ngoài mặt thì thỏa hiệp, ra ngoài cửa thì lại cảnh cáo Do Young. Nếu như Do Young còn làm như vậy nữa thì sẽ xử lý cả cô ta. Trên đường về nhà, Ji Seon vẫn rất tức giận, nên đã gọi cho đài truyền hình, lập tức chặn đường làm minh tinh của Do Young. Sau đó Ji Seon tìm hiệu trưởng trường chất vấn, tại sao lại gửi giấy mời nhập học cho Yeun. Hiệu trưởng giải thích tập đoàn có vấn đề cần Yeun giải quyết, đợi giải quyết xong thì mới có thể đuổi đi. Mà người bạn duy nhất của Yeun là mẹ Jae-in, nhân lúc Yeun ngủ đã mặc bộ quần áo của Yeun. Nhìn mình ở trong gương, cô ta nhớ lại ngày xưa cũ. Từ ngày mặc bộ quần áo giống với Yeun, cô ta đã rất hận người phụ nữ này. Cứ như bản thân mãi sống dưới bóng của Yeun vậy, tích tụ không thể giải trừ.